Phần 2, vụ kiện tình tiền Nga Mỹ, Phương Nga thay đổi toàn bộ lời khai, xuất hiện người phụ nữ bí ẩn. Ở phần 1, ở phiên xử xét thẩm lần 1, Phương Nga đã thay đổi lời khai trong khi trước đó khai khớp với ông Cao Toàn Mỹ 100%, khiến vụ kiện mở ra nhiều diễn biến mới ở trong phần 2 này. Người đẹp khẳng định bị oan, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt thực chất do đại gia Sài Gòn tự nguyện cho cô để thực hiện hợp đồng tình cảm trong 7 năm. Tại hội đồng xét xử, Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga cho biết cô tốt nghiệp đại học và dự kiến về Việt Nam làm việc năm 2009. Lúc này, ông Mỹ, bị hại trong vụ án kết bạn với cô trên Facebook, mời cô về công ty làm việc, nhưng Phương Nga thấy công ty này không phù hợp nên đã từ chối. Về sau hai người vẫn giữ liên hệ, từ năm 2012, họ bắt đầu quan hệ tình cảm, 3 năm sau thì chia tay. Giải thích về số tiền 16,5 tỷ đồng đã nhận của Mỹ, Phương Nga cho biết khi hai người còn yêu nhau cô phát hiện anh ta đã có gia đình. Vì có tình cảm thật sự, cô muốn tiếp tục mối quan hệ với ông Mỹ, không cần danh phận vì bản thân nhận thấy hôn nhân không quan trọng. Bị cáo ra điều kiện, nếu anh nghiêm túc thì hãy chứng minh bằng hành động. Anh ấy thỏa thuận nếu bị cáo duy trì tình cảm với anh ấy ít nhất trong 7 năm sẽ chuyển cho bị cáo số tiền đó. Trong thời gian này bị cáo mà đi theo người khác thì phải bồi thường toàn bộ số tiền. Anh ấy còn mua mực về cho bị cáo lăn tay. Người đẹp khai và khẳng định việc ông Mỹ chuyển tiền cho mình là hoàn toàn tự nguyện. Phương Nga cũng cho biết, trước khi bị bắt cô thừa nhận đó là tiền mua nhà cho ông Mỹ. Nhưng những lời khai này không đúng sự thật vì lúc đó bị xúi và uy hiếp tinh thần. Còn tiếp,